Đường Túc Tông, 711-762, còn được biết đến với tên húy là Lý Hanh, là vị hoàng đế thứ 8 của nhà Đường. Khi cuộc nổi dậy An Lộc Sơn chiếm được kinh đô Trường An vào năm 756, cha ông là Đường Huyền Tông Lý Long Cơ phải lánh nạn sang Thành Đô. Lý Hanh được các đại thần và dân chúng tôn xưng làm hoàng đế ở Linh Vũ vào ngày 12 tháng 8 năm 756. Tuy nhiên, Đường Túc Tông nổi danh không chỉ với tư cách hoàng đế mà còn với đam mê cuồng nhiệt của mình đối với cờ tướng. Ông thường bỏ qua các nhiệm vụ chính trị và xã hội chỉ để thỏa mãn đam mê chơi cờ. Ông thậm chí đã ra lệnh thay đổi vật liệu làm quân cờ từ kim loại sang gỗ, để các quan cận thần không nghe tiếng ông đang chơi cờ. Sự tập trung vào cờ tướng của Đường Túc Tông đã để lại hậu quả nghiêm trọng, và loạn An Sử tiếp tục kéo dài đến năm 764, khi ông qua đời. Đường Hy Tông, năm 1562 đến năm 1620, hay Lý Nguyên, là vị hoàng đế thứ 19 của triều đại nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc. Ông nổi tiếng với đam mê đặc biệt của mình, chơi thúc quốc, một trò chơi bóng đá cổ đại của Trung Quốc. Trò chơi này đòi hỏi cạnh tranh và mục tiêu là đá quả bóng vào lưới mà không được phép dùng tay. Thúc quốc sau này đã trở thành tổ tiên của môn bóng đá và được Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA, chính thức công nhận là phiên bản lâu đời nhất của môn bóng đá ngày nay. Đường Hy Tông chơi thúc quốc đến mức có thể đá bóng trong nhiều giờ và thậm chí bỏ cả việc ăn. Ông thường yêu cầu các quan chức địa phương tuyển thêm người tham gia đội bóng. Rất nhiều quan chức đã được thăng quan tiến chức nhờ khả năng chơi thúc quốc xuất sắc của họ. Tuy nhiên, cũng có không ít người thiệt mạng do các sai lầm trong quá trình chơi cùng với hoàng đế. Minh Vũ Tông, năm 1491 đến năm 1521, vị hoàng đế trong triều đại Đường, còn gọi là triều đại Minh. Ông nổi tiếng với sở thích cưỡi ngựa, săn bắn và uống rượu. Minh Vũ Tông thường tổ chức các cuộc săn bắn lớn và dùng chúng để tạo cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với quan chức và quý tộc. Công việc cưỡi ngựa và săn bắn không chỉ mang lại niềm vui cho ông mà còn giúp củng cố quan hệ xã hội trong triều đại Đường.